Ta nói không mét cho các bạn nghe là không được luôn á. Tức anh ách trong cái lồng ngực. Ai tổ chức cái event này đây, đi về mà nhức nhức cái đầu. Đã vậy rồi còn sếp cho anh ngồi kế với chị sếp CEO nữa. Trời, ta nói nhức đầu tập 2 luôn á. Đi về xong chuyến này cái tự nhiên sang chấn tâm lý. Hay là còn một chị đang ngồi phía dưới chuẩn bị cho bài speaking. Chứ không là ta nói tứ đại mỹ nhân là tôi ngồi kế tôi né thở. Rồi thì chắc mọi người cũng đã đoán được là sự kiện hoành tráng lệ này của ai rồi đúng không? Của nhà L'Oreal Professionnel Paris. Trời ơi, ta nói bước vô một cái là chấn động cộng đồng liền. Rồi bây giờ để ý mới thấy kiểu tóc của ba chị người mẫu trên màn hình là ta nói anh đã làm đủ hết luôn rồi đó. Anh này dẫn chương trình rất là vui và cuốn luôn nha mọi người. Thì bữa nay nhà L'Oreal Professionnel Paris ra mắt dòng sản phẩm mới. Trời ơi mọi người coi nè, dòng sản phẩm nó xịn sò cỡ nào thì mới phải đầu tư cả một cái sự kiện ta nói 3D, 4D, 5D, 6D luôn á. Các bạn tưởng tượng khúc này mình đang ở đâu, anh thấy giống như là đi premiere phim hoặc là vô trong một cái fashion ở Paris vậy. Ta nói từ âm thanh, ánh sáng, không gian nó cứ rần rần rồi cuồn cuộn như vậy. Thì đây là chị Đại thứ tư đứng ở dưới hồi nãy nè mọi người. Chị là General Manager, giám đốc ngành hàng chuyên nghiệp của nhà L'Oreal. Event vốn dĩ nó cũng là một buổi học nhưng mà nó là một cái buổi học sinh động thú vị hơn, nhưng mà con không có tưởng tượng ra là nó hoành tráng dữ như vậy luôn á. Nhãn hàng đưa mình từ bất ngờ này qua bất ngờ khác. Ai mà tóc hư tổn thì bước vô đây mà nghe nha. Ủa rồi ta đang đi coi show của anh Mai Tiến Dũng mà mọi người. Đợt này nhà L'Oreal ra mắt dòng sản phẩm mới là phục hồi peptide tái sinh mạnh mẽ. Tức có nghĩa không những tóc khỏe mà tóc còn thơm nữa nha. Hôm nay lại còn có chị Trang Phát nữa nè mọi người. Tôi nghĩ anh này mà đi làm thầy giáo chắc đông học sinh lắm luôn á, học vừa dễ hiểu mà thầy giáo còn đẹp trai nữa, đứng múa múa diễn tả cho mấy bạn cái cách sử dụng sản phẩm này rất là thực tế và dễ hiểu. Kể từ bây giờ tóc bạn nào mà thích tẩy nhuộm nhiều giống chị Trang Phát thì cũng sẽ không lo tóc bị hư tổn nữa rồi. Ngoài ra tất cả các tác động nhiệt lên trên tóc đều là làm cho tóc bị ảnh hưởng nha. Khi mà nhìn mấy bạn mẫu tóc trên sân khấu, ta nói anh nhớ về ngân mà cái thời 10 năm về trước cũng từng làm mẫu biểu diễn trên sân khấu giống vậy nè mọi người. Nhưng mà lúc đó ngân không có may mắn được như các bạn bây giờ, là còn có L'Oreal backup đằng sau là hỗ trợ tóc không hư tổn. Cho nên là lúc đó tóc ngân nó tan nát luôn, còn bây giờ thì các bạn quá là sung sướng rồi. Ta nói uốn duỗi nhuộm ngắn hay dài, màu nào nam hay nữ thì ta nói L'Oreal cũng cover hết. Nhờ tham gia buổi event của nhãn hàng ngày hôm nay mà ta nói gom về một bụng kiến thức để mà chia sẻ với các bạn cách chăm sóc tóc của ngâm mà luôn luôn khỏe chắc và đẹp. Ngày xưa cứ nghĩ là bọc keratin là sẽ giúp chắc khỏe lắm rồi, nhưng không, hôm nay L'Oreal đã đi đầu trong ngành tóc. Nhãn hàng đã nghiên cứu tới những cái phân tử nano nhỏ nhất của sợi tóc rồi và bảo vệ từ trong cái lõi đó luôn á nha mọi người. Còn ai nhỏ hơn tôi nữa, trước đây thì chỉ nghe peptide trong skincare thôi mà lần đầu tiên nghe peptide trong làm tóc. Thì khi mà peptide kết hợp với các amino acid, nó sẽ làm cho lõi tóc của các bạn khỏe ngay từ bên trong, nó không chỉ là bóng mượt và khỏe ảo ở bên ngoài nữa. Cho nên nếu như bạn nào thích thay đổi kiểu tóc uốn dũ giống như ngân hoặc là màu tóc nhuộm giống như là chị TD thì bây giờ cứ tha hồ mà làm luôn đi nha. Mèn đét ơi, ta nói hôm nay còn có cái máy này xịn như ta, các bạn có thể áp dụng chọn thử cái màu sắc trên tóc của mọi người nha. Ui tóc đỏ mà quăng quăng giống nhân vật nào mà ngân quên mất rồi nè. Hôm nay được vinh dự ta nói tới đây trải nghiệm cái sự kiện ra mắt dòng sản phẩm mới của nhà L'Oreal, anh nói là được mở mang không những về kiến thức mà còn về tầm nhìn nữa. Sự kiện vô cùng hoành tráng và được đầu tư rất là chỉnh chu và kỹ lưỡng. Để vậy là còn có thêm một cái máy selfie nếu mọi người, như lúc này ngân không có biết, ngân bấm xong ngân chạy lên đâu có kịp đâu, cho nên là hồi nữa hả phải có cái anh chụp hình đó đứng ngay đó bấm cho các bạn hình in ra liền luôn, xíu xinh. May mắn sao ngân được là một trong những người đầu tiên trải nghiệm sản phẩm này ở tại nhà và ngân thích nhất cái em mặt nạ khô này, siêu thơm, siêu ấn tượng. Bên cạnh đó khi tới đây ngày hôm nay ngân không những được gặp lại những người bạn đã quen mà còn được gặp gỡ kết nối thêm những anh chị mới. Đã vậy hôm nay ngân còn được tặng thêm một cái bộ sản phẩm mới đấy nè mọi người, bây giờ thì cứ tha hồ mà xài nha, không sợ tóc hư tổ. Và lúc này là ngân đang được mời phỏng vấn nè mọi người, lấy hết bao nhiêu công lực bức xúc từ mười mấy năm trước kể lại cho mọi người nghe. Từ cái thời mà đi làm người mẫu tóc, ta nói cắt tóc về bị hư đâu có sản phẩm đâu mà giữ, là từ lúc đó trở đi là ngân chỉ để tóc đen thôi, sợ quá rồi không có dám làm cái gì thêm nữa với cái tóc của mình nữa. Sau hôm nay thì có lẽ ngân sẽ mạnh dạn tự tin hơn đi đổi kiểu tóc khác rồi đó, chứ bữa giờ thấy các bạn ré lên là ngân để tóc đen quá lâu rồi. Bye.